Bây giờ tụi con đi lãnh giấy số về cho chú Hậu bán nha, được không chú Hậu? Tại sao? Tại sao vậy chú Hậu? Tại sao chú không muốn bán giấy số nữa vậy? Không bán. Thì chú có nói là chú trước chú bán vé số, nhưng mà là vé số bị người ta lấy mất rồi, không còn vé số để bán. Thì ngày hôm nay là anh em mình quay lại đây á, tính là cho chú một số vốn để chú bán vé số luôn. Bỏ cho chú 100 tờ, 200 tờ gì cũng được hết. Như hồi nãy là mình có nói cho mọi người xem rồi đó. Nhưng mà bây giờ là chú không có chịu bán. Thì bây giờ mọi người nhìn chú như vậy đó, bây giờ mà chú mà không cố gắng thì làm sao mà anh em mình giúp được, với cả người ngoài giúp được chú. Ăn thua là do bản thân của chú thôi. Mà bây giờ chú không biết cố gắng mà làm sao mà anh em mình giúp đỡ được cho chú. Mặc dù là mình thấy chú như vậy là mình rất là tội luôn. Mình đã giúp hai lần chú rồi, nhưng mà bây giờ mình muốn giúp cho chú một lần này là... Chào mọi người nhá, mình là Trọng đây. Thì ngày hôm nay là mình với cả nguyên team của mình luôn, thì Khoa với Kiệt. Thì ngày hôm nay là anh em mình quay lại đây thăm cái chú mà... Dưới gầm cầu á. Chú tên là Hậu. Hậu. Chú Hậu mà sống 7 năm dưới gầm cầu á. Mà ở trong cái video trước á, là anh em mình có quay lại đây và gặp chú và mua cho chú quần áo với cả đồ ăn đồ uống á. Thì ở trong cái video đó của mình á, thì có rất là nhiều người comment luôn, nói là anh em mình giúp đỡ chú đi, kiếm cho chú một cái công việc nào làm để cho chú kiếm tiền á, chứ để chú ở đây thì một mình vậy không có tiền xài, để không có gì ăn uống này kia, thấy chú gầy ốm nhom á, tội nghiệp chú. Thì là nên là ngày hôm nay là anh em mình quay lại thì kiếm cho chú một cái công việc làm, y như kiểu là lời mọi người nói vậy đó. Thì nói chung là chú thì chú cũng già rồi, mà mọi người nhìn thấy xung quanh gầm cầu này đó, thì chú già, thứ nhất là đầu tiên là chú già này, kiếm việc cho chú là khó này, với là mình nói chuyện chú đâu có hiểu nhiều đâu. Chú với lại lỗ tai là mắt đồ của chú các bạn không được bình thường mọi người ơi. Thì với lại là như vậy, bởi vậy cái lý do vậy thì nên là chú sẽ rất là khó đi kiếm việc. Nên là anh em mình tính là sẽ mình đầu tư cho chú một số vốn á để chú bán vé số. Thì nếu bây giờ chú bán đằng ngoài đó luôn á thì xe chạy qua chạy lại thấy chú khổ thì người ta mua cho chú á. Đằng sau kìa Kiệt, quay đằng sau kìa Kiệt. Thì mình tính là cho chú ngồi ở chỗ đó đó mọi người. Thì xe cộ chạy qua chạy lại đó, họ dừng lại họ mua vé số của chú luôn. Theo anh em mình tính thì là mình tính vậy đó mọi người. Còn không biết là chú thì chú có chịu bán vé số hay không. Chứ bây giờ theo mình tính là chỉ có cái công việc đó là phù hợp cho chú thôi, để chú kiếm tiền và vươn lên trong cuộc sống thôi mọi người. Thì bây chú giờ lớn tuổi rồi, chú đâu làm được gì đâu. Chứ bây giờ anh em mình đi lên trên nói chuyện với chú nha mọi người. Nãy giờ là anh em mình đi vô đây nhưng mà chưa lên gặp chú cũng chưa biết anh em mình đi qua thăm chú nữa. À, chú ngủ rồi mọi người, Kiệt qua đây quay này. Đó, mọi người thấy không? Chú Hậu ơi. Chú ơi. Chú. Chú Hậu ơi. Chú. Bọn con qua thăm chú nè. Con nè, qua thăm chú. Chú nhớ không con không? Chú nhớ bọn con không? Nhớ rồi. Đi qua thăm chú. Đang ngủ trưa à chú? Qua gài mic vô cho chú em. Sáng giờ chú ăn uống gì chưa? Sáng giờ chú ăn uống gì chưa? Ăn cơm. Cơm à? Một cơm. Cơm này ai cho chú hay là mua? Mua. Chú tự mua hả? hai hộp buồn cục, ta không có đèn mà cho nó ở đây nó mua quần áo mới của cháu mua chú đâu rồi? Quần áo bữa hôm bữa cháu mua cho chú mấy bộ đồ đâu rồi? Quần áo ra cũng mua cho rồi. Áo này ô bộ này mình mua hôm bữa luôn này. Đúng rồi, là cho mua cho luôn. Cháu hôm bữa là cháu cho chú nè, chú nhớ không? Hôm bữa là bọn cháu mua đồ cho chú á, với cả mua mì á. Mì với gạo đó chú. Bữa là con mua chú còn nhớ tụi con không? Hôm đó không có người đàn bà với người đàn ông. Hôm đó là cũng máy quay mầm, cái máy nhỏ xíu à. Có cái cục. Quay lại đây quay chú à? Đây mình quen. Có giống như bọn cháu không?
Đem về huyện. Đem về huyện. À, công an đúng không? Rồi cuối cùng là sao? Họ có cho mình không? Cho mình gì không? Có chú, cho chưa? Cho chú gì không? Quần áo. À. Quần áo em chỉ ở La Quang đây qua khỏi một cái cầu. Ừ. Cái bếp ga hư rồi, nó không được. Bếp ga bị hư. Bây giờ nó không được à? Cái bếp ga của người ta đổ, cái thằng nó nhậu nó đập bể luôn, đập hư mà. Sao chú nói sao? Người ta lại đây nhậu rồi đập cái bếp ga của chú. Bếp ga của nó là nó đập luôn. À, nhưng mà cái bếp ga đó của nó cho chú à? Nó cho chú. Xong rồi nó lại đây. Nó sẽ đập luôn. Nó lại đây nó ngồi nhậu, nó xỉn, nó đập bếp ga của chú luôn. Thế chú có nhậu không? Ừ. Chú có nhậu không? Lâu lâu rồi mà nhậu, lâu phải nhậu hoài đâu. Lâu lâu mới nhậu đúng không? Đôi cái bếp ga sao khoa đem đây xem mình sửa được không khoa? Ồ. Là không còn xài được nữa à? Ừ, mày thử đè xuống mày đánh lửa anh coi coi. Nhìn nó bị móp này mọi người. Khoa bật thử đi xem được không khoa? Ờ vẫn được. Vâng, là chú Hậu là ngày hôm nay là bọn cháu quay lại đây á. Bọn cháu hỏi chú là chú có biết bán vé số không? Biết bán vé số không? Chú biết bán vé số không chú Hậu? Ờ đâu chưa có gì bán. Bán ở đâu? Đây, chú thì rằng. Sao rồi chú không bán nữa? Tại sao chú không bán nữa? Làm giống mày là. Ừ. Mất lấy tiền lấy số hết luôn. À. Mất vốn rồi lấy gì bán? À. Thế bây giờ cái ước mơ của chú là gì? Chú đi bộ qua bên cầu. Bây giờ chú Hậu nè. Bây giờ ước mơ của chú Hậu là cái gì? Không. Ví dụ như thế là không có bán rồi. Không, không bán rồi. Không, bây giờ cái tai bên nào của chú bị lãng vậy? Tai nào? Tai này nghe. Tai này nghe. Thế bây giờ cho nói chú Hậu nhá. Là bây giờ là chú Hậu có muốn bán vé số nữa không? Cháu đi mua vé số cho chú bán. Chú bán lấy tiền chú xài luôn. Chú muốn vậy không? Không bán. Tại sao không bán? Bán nó biết là lấy được. Chú bây giờ á, chú ở một mình nè. Ừ. Chú lấy nữa. Chú bán này chú gửi vô trong nhà đó. Ban đêm chú vô đó chú gửi. Bán là thí dụ bán xong mà bắt đầu chiều, thí dụ chiều mình qua bán lấy. Ừ. Là để về sáng bán. Ừ. Bắt đầu ổ rồi. Chưa bán là đủ sáng. Không, nhưng mà thế này nè. Sáng lấy nữa. Chiều mình lấy vé số. Xong rồi mình đem qua cái nhà đó, mấy cái nhà đó mình gửi rồi, gửi trong đó. Không, bây giờ tôi nói chú Hậu nghe nè. Bây giờ tụi con lấy số về cho chú nha. Rồi sáng chú lấy, chú bán bình thường. Còn tối á, chú lấy số còn mà dư để cho ngày mai á, chú đi gửi người khác trong vòng đây được không? Tôi coi cái ông bắp bắp lần này nè, là ông giữ giùm. Ờ, được không? Tiền mà ông chú giữ luôn không? Để tụi con lấy số về cho chú bán nha chú Hậu. Đây là ông giữ luôn. Tại vì mình cái tai bên này của chú bị lãng. Mình nói chú không có nghe. Khoa ngồi bên đó thì nói thì chú mới nghe. Nha, bây giờ bọn con Khoa nói đi. Bây giờ bọn con đi lấy số về cho chú bán nha chú Hậu. Chú chịu bán không? Chú chịu bán số không chú Hậu? Chú muốn bán bao nhiêu tờ? Ở đây là kêu lại không? Dạ. Rồi, bên trong mà bên Hậu. Chú muốn bán bao nhiêu tờ? Bây giờ chú Hậu có hỏi nè. Bây giờ chú Hậu muốn bán số bao nhiêu tờ để con đi lãnh về cho chú Hậu bán. Măng. Phải rồi. Không măng rồi. Không măng. Măng rồi. Còn người khác không? Còn người nào? Đồ bán mất riết giống đâu mà con. Không. Không. Nếu mà chú không bán đúng không? Không bán. Thế là bây giờ chú không quyết định là không bán. Giả sử mà bây giờ mà chú mà ở dưới gầm cầu vậy thì chú không có việc làm rồi. Bọn cháu muốn tài trợ cho chú vốn để chú bán vé số mà chú không bán. Thì chú không bán làm sao mà chú có tiền chú xài? Giờ cho điện xài, cho điện mua nước uống.
Thì ok mọi người, thì như hai cái video trước mà mình quay và mình nói chuyện, mình mua đồ, mua gạo, mua mì về mua quần áo cho chú á, thì chú có nói là chú trước chú bán vé số, nhưng mà là vé số bị người ta lấy mất rồi, không còn vé số để bán. Thì ngày hôm nay là anh em mình quay lại đây á, tính là cho chú một số vốn để chú bán vé số luôn, bỏ cho chú 100 tờ, 200 tờ gì cũng được hết, như hồi nãy là mình có nói cho mọi người xem rồi đó. Nhưng mà bây giờ là chú không có chịu bán. Thì mình nãy giờ mình nói câu chuyện rồi, nãy giờ là mình nói là với chú là mọi người nghe hết rồi đúng không? Thì chú không có chịu bán. Thì bây giờ mọi người nhìn chú như vậy đó, bây giờ mà chú mà không cố gắng thì làm sao mà anh em mình giúp được, với cả người ngoài giúp được chú. Ăn thua là do bản thân của chú thôi, mà bây giờ chú không biết cố gắng mà làm sao mà anh em mình giờ giúp đỡ được cho chú. Mặc dù là mình thấy chú như vậy là mình rất là tội luôn. Mình đã giúp 2 lần chú rồi, nhưng mà bây giờ mình muốn giúp cho chú một lần này là một lần lớn để thay đổi cuộc đời của chú luôn, là mình cho chú cái vốn để chú bán vé số. Thì bây giờ mình hỏi lại chú một lần nữa nhé, xem mà chú có bán hay không cho mọi người xem này. Qua hỏi chú đi. Chú Hậu ơi, bây giờ tụi con đi lãnh vé số về cho chú Hậu bán nha, được không chú Hậu? Tại sao? Tại sao vậy chú Hậu? Tại sao chú không muốn bán vé số nữa vậy? Không bán. Chú Hậu nói không mọi người ơi, giờ mọi người bỏ rồi ha. Đấy, chú Hậu không muốn bán vé số mọi người ơi. Thì nói chung là bây giờ là anh em mình, nói chung là cái video trước mình đăng lên thì cũng có một số mạnh thường quân giúp chú Hậu, nhưng mà không có nhiều đâu, chỉ vì ít thôi, tại vì mình thấy chú nằm ngoài đường này không có nhà cửa, và lúc trước mình cũng có ý định mà tính nói là thuê trọ cho chú ở, nhưng mà chú cũng không đồng ý, chú cũng ở gầm cầu này luôn, thì nên là mình không có khuyên góp, nên là cũng có một số anh chị cô chú gửi tiền cho chú, nhưng mà ít thôi, cũng không có nhiều đâu, nên là mọi người đừng có suy nghĩ là đưa tiền cho chú rồi chú bị mất nhá. Thì bây giờ là tổng cộng là có 3 người gửi tiền cho chú. Thì có một người là tên là bạn không tên gửi cho chú 150k, và một bạn giấu tên gửi cho chú 200k, và bạn Nguyễn Thị Tú gửi cho chú là 200k. Tổng cái số tiền mà tất cả mọi người gửi cho chú là 550k. Thì anh em mình tính là ngày hôm nay anh em mình quay lại đây, nếu mà chú mà muốn bán vé số á, thì mình sẽ lấy cho chú 200 tờ vé số là 2 triệu. Thì cái số tiền ở trong này á, là mọi người cho là 550k. Thì lúc đi là mình đã nói với Khoa Kiệt rồi, là bây giờ anh em mình sẽ lấy tiền của anh em mình ra cho chú thêm là 1.450.000 nữa để mình mua cho chú 200 tờ vé số, cho chú cố gắng vươn lên thay đổi cuộc đời. Nhưng mà bây giờ là chú mà không có muốn bán vé số á, mà chú đã không có cố gắng rồi, thì anh em mình giúp cũng không có được rồi. Nên là anh em mình sẽ trao cho chú cái số tiền mà mọi người đã giúp cho chú nha. Chú Hậu ơi, có 3 người muốn giúp đỡ chú Hậu, cho chú Hậu là 550.000. Rồi chú Hậu lấy giữ xài mua đồ ăn nha chú Hậu. Bây giờ chú thích 3 cái số không? Cháu sẽ lấy tiền này cháu mua nhiều hơn. Đây là thằng với ba chú luôn. Dạ. Cho tôi vậy rất cảm ơn. Nhưng mà tôi để là mua gạo, nấu cơm mà. Chứ không phải là cái này mà đi cờ bạc không phải nha. Dạ rồi, cháu nhìn chú là cháu biết là chú không có cờ bạc rồi. Chú ở đây là vì có bạn bè mà cờ bạc. Nhưng mà cháu á, là cháu muốn á, là cho chú một số tiền lớn hơn. Cháu mua cho chú khoảng 200 tờ vé số để chú bán. Tụi con đi lấy số về cho chú bán 200 tờ số. Đó, từ từ đi. Chứ lì cũng được đâu. Là chú bây giờ chú không bán đúng không? Thì đó mọi người, nói chung là chú không có bán thì bây giờ anh em mình cũng không biết nói gì hơn. Thì nói chung là nói chung là cái video này dài chưa? Dài không Kiệt? 20 phút à? Thì nãy giờ là anh em mình quay lại ngồi tâm sự và chia sẻ cùng chú Hậu. Nãy giờ thì mọi người xem video thì mọi người cũng biết rồi nha. Anh em mình thực sự là rất muốn giúp chú, nhưng mà bản thân của chú là không muốn cố gắng. Thì mình làm sao mà mình có thể giúp được chú? Nói chung là anh em mình sẽ kết thúc video này tại đây và không quay clip về chú nữa. Anh em mình sẽ quay trở lại Bình Dương. Thì nếu mà có dịp anh em mình đi ngang qua đây thì sẽ mình thăm chú. Thăm chú. Nói chung là thăm chú cái thăm chuyện của anh em mình thôi, chứ không có quay lên cho mọi người xem. Thì ok mọi người, mình cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian xem hết cái video này của anh em mình nhá. Nếu mọi người cảm thấy cái video của anh em mình hay và ý nghĩa thì mọi người nhớ bấm đăng ký kênh và chia sẻ video này cho anh em mình nha mọi người. Nếu mọi người thấy video này hay và ý nghĩa, nhớ bấm like và chia sẻ, và đừng quên nhấn đăng ký kênh để nhận thông báo sớm nhất từ anh em mình nha mọi người. Bye bye.